Xin chào các bạn, quay trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay thì không phải là sơ mi như mọi khi, mà hôm nay thì mình sẽ ngồi xuống nói chuyện với các bạn những cái điều mà mình cảm thấy là mình rất là muốn chia sẻ từ lâu rồi, đó là về chủ đề nước hoa clone và những cái hiểu nhầm các bạn thường mắc phải mỗi khi nhắc tới cái dòng sản phẩm nước hoa clone này. Và video ngày hôm nay thì toàn bộ là trên quan điểm cá nhân của mình, và mình rất muốn chia sẻ đến các bạn để các bạn có thêm một cái góc nhìn về nước hoa clone. Và chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu luôn nhé. Như các bạn có thể thấy rằng là kênh YouTube của mình có khá là nhiều chuyên mục review nước hoa, top nước hoa nam, top nước hoa nữ, rồi khách mời, rồi phỏng vấn, Q&A. Thời gian gần đây mình đang đẩy mạnh về cái việc livestream nữa. Và một cái chuyên mục của mình rất muốn làm cho mọi người, đặc biệt là những bạn học sinh, sinh viên không có điều kiện kế tốt, đó chính là nước hoa clone. Và mình thấy rằng là cũng có rất nhiều người vì những cái video trong chuyên mục nước hoa clone này đã theo dõi mình. Thì nói qua một chút về nước hoa clone hay là gọi là nước hoa đúc đó, thì đây là những cái dấu hiệu nhận biết về nước hoa clone, nước hoa đúc. Đầu tiên đó là những cái sản phẩm nước hoa clone, nước hoa đúc thì thường ra mắt sau những chai nước hoa mà họ làm mùi giống. Cái thứ hai đó là đến từ những cái thương hiệu không quá nổi tiếng, và chủ yếu chính là những cái thương hiệu đến từ Trung Đông. Cái thứ ba đó là mùi hương của nó giống khoảng tầm 60 cho đến 70, thậm chí là 90% so với những cái mùi hương mà họ làm bắt chước theo. Và cái thứ tư đó chính là về phần giá tiền, thì có nhiều chai nước hoa bằng 1/3, 1/5, thậm chí là rẻ hơn mà các bạn để bỏ tiền ra để mua so với chai nước hoa gốc. Ví dụ như ở Quid Enter thì chúng ta có thể bỏ số tiền tầm 7-8 triệu, chỉ là 10 triệu để mua một chai nước hoa, nhưng mà với Club de Nuit của nhà Amat chúng ta thì bỏ tầm hơn 1 triệu thôi, là rẻ khoảng tầm 1/5, 1/6 rồi, đúng không? Thì đó là những cái dấu hiệu nhận biết về nước hoa clone. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với 4 hiểu lầm mỗi khi nhắc tới nước hoa clone. Và mình thấy là trên kênh YouTube của mình cũng khá và đang có cái suy nghĩ như vậy. Thì mình mong là đây sẽ là những cái thông tin mà mình chia sẻ với các bạn để các bạn có một cái nhìn nó khách quan hơn. Điều số 1 đó chính là nước hoa clone thì đồng nghĩa với nước hoa fake. Cái này thì hoàn toàn sai luôn. Nước hoa clone thì như mình đã nói là có những cái dấu hiệu nhận biết ở trên, thì các bạn thể thấy rằng là nước hoa clone thì họ có một cái thương hiệu riêng, và họ làm mùi giống với những mùi nổi tiếng, và họ cũng có một cái thiết kế hoàn toàn riêng chứ không phải là làm giống từ mùi cho đến phần thiết kế. Và cái nhận biết giữa nước hoa clone và nước hoa fake đó là fake thì họ làm nhái về phần ngoại hình và làm thẳng tên thương hiệu của những cái thương hiệu nổi tiếng luôn, chứ về phần mùi thì họ lại không hề chỉnh chu. Có nghĩa là nước hoa fake thì các bạn chỉ mua một lần thôi và các bạn sẽ không bao giờ quay lại, tại vì khi bạn mua bạn phát hiện ra hàng giả rồi chắc chắn là bạn không bao giờ mua lại. Nhưng mà nước hoa clone ấy, thì các bạn có thể khám phá thấy các bộ sưu tập của họ thì có rất là nhiều mùi, và họ có một cái tên thương hiệu riêng cũng như là về cái thiết kế ngoại hình riêng. Cái hiểu nhầm thứ hai ở trong này đó chính là thương hiệu không nổi tiếng thì sản phẩm của họ không chất lượng. Thường thì các bạn có thể thấy là những cái sản phẩm clone thì nó sẽ đến từ những cái nhà làm mùi từ Trung Đông hay là những cái thương hiệu không quá nổi tiếng, nên là cái việc mà họ PR marketing mà để đến những cái danh tiếng của họ biết đến bạn ấy, hay là bạn nghe đến những cái sản phẩm của họ thì nó rất là khó, tại vì cái chi phí họ bỏ ra họ bán rất là rẻ rồi, cái chi phí họ bỏ ra thì họ cũng phải có lãi. Nếu bây giờ mà để PR, để marketing cho một quãng thời gian dài để xây dựng thương hiệu như những cái thương hiệu nổi tiếng thì nó rất là lâu và họ sẽ không có tiền, nên là họ sẽ chấp nhận bán một cái giá rẻ. Và cái việc mà các bạn suy nghĩ rằng là thương hiệu họ bạn chưa nghe thấy, thương hiệu của họ chưa nổi tiếng thì không có nghĩa rằng là những cái sản phẩm của họ đều là sản phẩm không tốt. Để một cái sản phẩm đến tay của các bạn, đến tay của những người dùng ở trên thế giới, những YouTuber, những reviewer, để họ làm những cái bài viết, những cái video lên trên mạng thì họ đều qua những cái kiểm định rất là nghiêm ngặt của luật nước hoa. Nó giống như việc các bạn kinh doanh thực phẩm vậy, các bạn có đăng ký kinh doanh, các bạn có an toàn thực phẩm, thì ở trong nước hoa họ cũng có luật định riêng. Và để một cái sản phẩm, để một cái thương hiệu nó tồn tại được ở trên thị trường ít nhất là trong tầm 1-3 năm, đấy là không nói lâu hơn nhá, thì họ đều đã qua những cái kiểm định rất là nghiêm ngặt rồi, nên là những cái sản phẩm của họ hoàn toàn là an toàn. Để biết được sản phẩm của thương hiệu đó có ok hay không thì mình nghĩ rằng là bây giờ các bạn chỉ lên Google một mất 1-2 giây, search cái tên thương hiệu đó và xem đánh giá ở trên thị trường cũng như là những cái thông tin cụ thể thì trên mạng bây giờ có hết. Các bạn chỉ cần bỏ ra một chút thời gian để các bạn có thể đánh giá được thương hiệu đó có phải là một thương hiệu tốt hay không. Và cái hiểu lầm số 3 ở trong đây đó là các sản phẩm đến từ những thương hiệu clone thì sẽ sử dụng những cái nguyên liệu rẻ tiền, nguyên liệu nhân tạo. Các bạn chắc chứ?
mình đã từng có một thời điểm mà mình suy nghĩ như vậy. Nhưng mà sau này khi mà mình đọc nhiều, mình tìm hiểu sâu hơn về những cái công đoạn chế tạo nguyên liệu, chế tạo những cái tinh dầu, thì mình mới thấy rằng là cái mũi của mình ấy, đôi khi nó đánh lừa chính bản thân mình. Các bạn có thể ngửi những cái mùi hương nó rất là tự nhiên, nhưng mà thực chất nó lại làm từ nhân tạo. Và ngược lại, những cái mùi ngửi rất là khó chịu, rất là nồng, rất là hắc, các bạn nghĩ là nhân tạo nhưng mà nó lại đến từ tự nhiên. Vì thế thì đôi khi có những thứ mà ta không tin được ngay cả của chúng ta, đó là chiếc mũi. Và bây giờ ở trong cái nền công nghiệp chế biến mùi hương ấy, thì những cái yếu tố ấy, về nguyên liệu nhân tạo và nguyên liệu thiên nhiên, họ được đặt cân bằng với nhau. Thậm chí là họ còn đẩy mạnh về việc tìm kiếm phát triển những cái mùi hương nhân tạo để nó thay thế được những cái mùi hương tự nhiên. Cái việc này nó giúp cho tiết kiệm chi phí cũng như là đảm bảo về cái yếu tố cân bằng môi trường. Mình phải nói câu chuyện như kiểu là Long Diên Hương và Ambroxan. Đó là hai nốt hương khá là giống nhau, được sử dụng rất là nhiều. Các bạn thể thấy rằng là Dior Sauvage có Ambroxan và Creed Aventus đã sử dụng Long Diên Hương. Nhưng mà các bạn thấy là một cái cục Long Diên Hương để mà họ mua được, nó tốn rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian để hình thành nên cục đấy. Thì mình đã có một cái bài viết trên phần cộng đồng về Long Diên Hương. Còn Ambroxan thì họ có thể điều chế trong phòng thí nghiệm với một cái giá rẻ hơn rất rất nhiều. Và về cái việc là ngửi nó có giống nhau hay không, thì thực sự là khi mà blend vào nước hoa ấy, họ kết hợp những cái nốt hương khác nhau thì để các bạn phát hiện ra thì gần như là rất khó. Phải là những người thực sự chuyên nghiệp, phải là những perfumer thì họ mới phát hiện ra điều đấy. Và rồi những chai nước hoa cũng chỉ được bán ra cho người dùng để kiếm được lợi nhuận. Và làm sao để tiết kiệm được chi phí nhất thì họ sẽ đặt lên hàng đầu. Và cái việc thay thế những nguyên liệu nhân tạo dần dần bằng những nguyên liệu thiên nhiên thì nó, mình nghĩ rằng là đấy là một cái yếu tố mà chúng ta không nên có suy nghĩ rằng là nguyên liệu nhân tạo thì nó sẽ không tốt bằng nguyên liệu thiên nhiên, hay là nó không đáng tiền bằng. Điển hình đó là chai Baccarat Rouge 540 của MFK. Đó là một chai nước hoa gần như sử dụng nốt hương là những cái nguyên liệu là nguyên liệu nhân tạo, nhưng mà nó vẫn rất là ngon, đúng không? Chúng ta phải thừa nhận điều đó. Và giá nó cũng rất là cao, thì cái việc là lời rất là nhiều, nhưng mà các bạn thấy rằng rất nhiều người ưa chuộng. Vì thế thì chúng ta nên bỏ cái quan điểm nguyên liệu nhân tạo và nguyên liệu thiên nhiên đi. Chúng ta chỉ nên lựa chọn được mùi hương nào phù hợp với chúng ta thôi. Và cái hiểu nhầm cuối cùng cũng là hiểu lầm số 4 mình muốn nói tới, đó là người Việt chúng mình thì thường có một cái suy nghĩ rằng là tiền ít thì làm sao mà đòi hít thơm. Nhưng mà nếu như mà có deal rẻ thì anh vẫn đâm, anh vẫn thơm vào bình thường. Thì ở đây thì mình không khuyến khích các bạn là mua những cái chai nước hoa, mua những cái mùi hương nó trị giá khoảng tầm 1 triệu chẳng hạn. Nhưng mà khi mà lắp cái mark của Creed Aventus vào thì nó sẽ bán 5 triệu, nhưng mà lắp cái mark của Amat vào thì chỉ bán 2 triệu. Chỉ là ở đây mình muốn khuyên các bạn là nếu như các bạn tìm hiểu, các bạn tiếp xúc nhiều cái luồng ý kiến, nhiều cái gọi là những cái góc nhìn nó đa dạng hơn, các bạn có thêm nhiều lựa chọn hơn, thì khi mà các bạn có một đưa ra quyết định thì nó sẽ là quyết định tốt nhất, phù hợp nhất với bạn. Cái vấn đề giá tiền này, nhiều bạn mình thấy rằng là đang có một cái suy nghĩ rằng là cứ phải đắt, cứ phải xịn thì mới ngon, còn nếu mà rẻ quá thì nó không hề đáng mua, nó cứ kiểu đều đều thế nào ấy. Thế nên là mình rất muốn qua cái video này để chia sẻ với các bạn, để các bạn có thêm một cái góc nhìn như vậy. Tại vì có những chai nước hoa nó rất rẻ tiền nhưng mà nó lại rất ngon, mà đây là tất cả những người trong những người chơi nước hoa họ đều công nhận. Và có những chai nước hoa không phải là cứ đắt là nó ngon, như ở Creed Aventus thì thực sự bây giờ đến mình nhìn Creed Aventus thì so với những cái gì mà nhà Amat làm chai nước hoa Club de Nuit thì Amat càng ngày càng đi lên, còn Creed Aventus thì càng ngày càng đi xuống. Thì đấy là cái quan điểm của mình. Và vừa rồi thì mình chia sẻ với các bạn bốn cái hiểu lầm mà mình nghĩ rằng là rất nhiều người đang mắc phải mỗi khi nhắc tới dòng nước hoa clone. Ở đây thì mình không việc cổ suý việc các bạn mua nước hoa clone nhé, chỉ là mình muốn nói với các bạn rằng là khi mà các bạn có cái thu nhập thấp và các bạn cái nhu cầu của bạn nó cũng không cao, thì bạn hãy lựa chọn những cái sản phẩm nó phù hợp với cái túi tiền của bạn, với cái phong cách của bạn, để mỗi khi bạn mặc cái mùi hương này lên, bạn tự tin thì chắc chắn là nó sẽ ngon hơn những cái việc mà các bạn đang cố để mặc một cái mùi hương nào đó, để mỗi khi ra đường bạn đang luôn luôn thắc mắc rằng là không biết là mùi hương này mình xịt thì em ấy có thích không, người ta có thích không. Nó sẽ khác hoàn toàn với việc là uầy, đang xịt mùi này là bạn đang gây ấn tượng với cô ấy. Cái việc tự tin ở trong việc xịt nước hoa nó cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Còn nếu như bạn có tiền thì bạn thích mua gì đó là quyền của bạn. Ngoài việc các bạn sở hữu
về cái vật chất, đó là về cái mùi hương mà các perfumer làm ra, thì bạn còn sở hữu về mặt tinh thần, đó là các bạn mua một chai nước hoa nổi tiếng, có thương hiệu, rồi gần như là ai biết nhắc tới. Nhưng mà mình thích, rất thích một cái câu nói của Ánh Sáng sau khi mình đọc, mình xem cái video về nước hoa clone ấy, đó là dù bạn có xịt một chai nước hoa 1 triệu hay 10 triệu lên người, thì khi các bạn đi ra đường thì nó cũng không thể nào nó hiện là chai này của tôi 10 triệu, chai này của tôi 1 triệu. Các bạn, người khác không hề biết điều đó mà chỉ bản thân các bạn biết thôi. Nên là đôi khi nếu như không có tiền, chúng ta cứ xịt những chai nước hoa phù hợp với chúng ta tự tin, thì thậm chí là nó còn như một chai nước hoa 10, 100 triệu luôn. Và đây là cái video chia sẻ những quan điểm cá nhân. Tất cả chỉ là quan điểm cá nhân và muốn chia sẻ tới các bạn thôi. Còn các bạn có những cái ý kiến như nào thì các bạn hãy bình luận ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Mình sẽ nghe hết tất cả những cái comment của các bạn. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.